nhờ vào khả năng chiến đấu của hai vệ thần, họ đã thoát khỏi bọn quỷ địa ngục thành công. Kim Gia Hồng lúc này không biết mẹ hay em trai mình đã chết và biến thành oan hồn đến tìm anh. Họ thấy nếu như thế này sẽ rất khó hoàn thành thử thách trong vòng 49 ngày. Vệ thần Gang Lin trở lại dương thế để truy tìm linh hồn hận thù. Sau khi phát hiện ra rằng mẹ của Kim Gia Hồng vẫn còn sống, Gang Lin đã biết được linh hồn chết oan. Thực ra đó chính là Kim Su Hồng, em trai của Kim Gia Hồng. Nhưng Gang Lin không thể đuổi kịp Kim Su Hồng đang chạy trốn, sau đó bị mất dấu oan hồn đó. Vào lúc này, ở dưới địa ngục, Kim Gia Hồng đang nghĩ rằng mẹ mình đã chết. Anh ấy cởi bỏ bịt mắt mà vệ thần đeo nhằm tránh những con quỷ địa ngục. Ngay lập tức, ba người bị bao vây bởi những con quỷ địa ngục. Đúng lúc tình thế đang rất hiểm nguy, thì chúa tể Yêu Ma xuất hiện khiến bọn quỷ địa ngục sợ hãi chạy tán loạn. Lúc này Kim Gia Hồng đang nghĩ, chúa tể sắp trừ khử linh hồn thù hận là mẹ mình. Anh ta chạy tới túm cổ chúa tể Yêu Ma trước mặt tất cả mọi người. Vệ thần Hagun Ma không kịp ngăn anh ta, liền kéo anh ta lại. Sau đó, cả ba người đến thử thách tiếp theo ở địa ngục dối trá. Ở đây, trước mặt nữ thần dối trá, Kim Gia Hồng đang bị kết tội. Anh ấy đã giả làm đồng nghiệp đã mất biết 98. Nhờ vào khả năng chiến đấu của hai vệ thần, họ đã thoát khỏi bọn quỷ địa ngục thành công. Kim Gia Hồng lúc này không biết mẹ hay em trai mình đã chết và biến thành oan hồn đến tìm anh. Họ thấy nếu như thế này sẽ rất khó hoàn thành thử thách trong vòng 49 ngày. Vệ thần Gang Lin trở lại dương thế để truy tìm linh hồn hận thù. Sau khi phát hiện ra rằng mẹ của Kim Gia Hồng vẫn còn sống, Gang Lin đã biết được linh hồn chết oan. Thực ra đó chính là Kim Su Hồng, em trai của Kim Gia Hồng. Nhưng Gang Lin không thể đuổi kịp Kim Su Hồng đang chạy trốn, sau đó bị mất dấu oan hồn đó. Vào lúc này, ở dưới địa ngục, Kim Gia Hồng đang nghĩ rằng mẹ mình đã chết. Anh ấy cởi bỏ bịt mắt mà vệ thần đeo nhằm tránh những con quỷ địa ngục. Ngay lập tức, ba người bị bao vây bởi những con quỷ địa ngục. Đúng lúc tình thế đang rất hiểm nguy, thì chúa tể Yêu Ma xuất hiện khiến bọn quỷ địa ngục sợ hãi chạy tán loạn. Lúc này Kim Gia Hồng đang nghĩ, chúa tể sắp trừ khử linh hồn thù hận là mẹ mình. Anh ta chạy tới túm cổ chúa tể Yêu Ma trước mặt tất cả mọi người. Vệ thần Hagun Ma không kịp ngăn anh ta, liền kéo anh ta lại. Sau đó, cả ba người đến thử thách tiếp theo ở địa ngục dối trá. Ở đây, trước mặt nữ thần dối trá, Kim Gia Hồng đang bị kết tội. Anh ấy đã giả làm đồng nghiệp đã mất biết 98. Nhờ vào khả năng chiến đấu của hai vệ thần, họ đã thoát khỏi bọn quỷ địa ngục thành công. Kim Gia Hồng lúc này không biết mẹ hay em trai mình đã chết và biến thành oan hồn đến tìm anh. Họ thấy nếu như thế này sẽ rất khó hoàn thành thử thách trong vòng 49 ngày. Vệ thần Gang Lin trở lại dương thế để truy tìm linh hồn hận thù. Sau khi phát hiện ra rằng mẹ của Kim Gia Hồng vẫn còn sống, Gang Lin đã biết được linh hồn chết oan. Thực ra đó chính là Kim Su Hồng, em trai của Kim Gia Hồng. Nhưng Gang Lin không thể đuổi kịp Kim Su Hồng đang chạy trốn, sau đó bị mất dấu oan hồn đó. Vào lúc này, ở dưới địa ngục, Kim Gia Hồng đang nghĩ rằng mẹ mình đã chết. Anh ấy cởi bỏ bịt mắt mà vệ thần đeo nhằm tránh những con quỷ địa ngục. Ngay lập tức, ba người bị bao vây bởi những con quỷ địa ngục. Đúng lúc tình thế đang rất hiểm nguy, thì chúa tể Yêu Ma xuất hiện khiến bọn quỷ địa ngục sợ hãi chạy tán loạn. Lúc này Kim Gia Hồng đang nghĩ, chúa tể sắp trừ khử linh hồn thù hận là mẹ mình. Anh ta chạy tới túm cổ chúa tể Yêu Ma trước mặt tất cả mọi người. Vệ thần Hagun Ma không kịp ngăn anh ta, liền kéo anh ta lại. Sau đó, cả ba người đến thử thách tiếp theo ở địa ngục dối trá. Ở đây, trước mặt nữ thần dối trá, Kim Gia Hồng đang bị kết tội. Anh ấy đã giả làm đồng nghiệp đã mất biết 98. Nhờ vào khả năng chiến đấu của hai vệ thần, họ đã thoát khỏi bọn quỷ địa ngục thành công. Kim Gia Hồng lúc này không biết mẹ hay em trai mình đã chết và biến thành oan hồn đến tìm anh. Họ thấy nếu như thế này sẽ rất khó hoàn thành thử thách trong vòng 49 ngày. Vệ thần Gang Lin trở lại dương thế để truy tìm linh hồn hận thù. Sau khi phát hiện ra rằng mẹ của Kim Gia Hồng vẫn còn sống, Gang Lin đã biết được linh hồn chết oan. Thực ra đó chính là Kim Su Hồng, em trai của Kim Gia Hồng. Nhưng Gang Lin không thể đuổi kịp Kim Su Hồng đang chạy trốn, sau đó bị mất dấu oan hồn đó. Vào lúc này, ở dưới địa ngục, Kim Gia Hồng đang nghĩ rằng mẹ mình đã chết. Anh ấy cởi bỏ bịt mắt mà vệ thần đeo nhằm tránh những con quỷ địa ngục. Ngay lập tức, ba người bị bao vây bởi những con quỷ địa ngục. Đúng lúc tình thế đang rất hiểm nguy, thì chúa tể Yêu Ma xuất hiện khiến bọn quỷ địa ngục sợ hãi chạy tán loạn. Lúc này Kim Gia Hồng đang nghĩ, chúa tể sắp trừ khử linh hồn thù hận là mẹ mình. Anh ta chạy tới túm cổ chúa tể Yêu Ma trước mặt tất cả mọi người. Vệ thần Hagun Ma không kịp ngăn anh ta, liền kéo anh ta lại. Sau đó, cả ba người đến thử thách tiếp theo ở địa ngục dối trá. Ở đây, trước mặt nữ thần dối trá, Kim Gia Hồng đang bị kết tội. Anh ấy đã giả làm đồng nghiệp đã mất biết 98.